Mà chúng ta sẽ làm buổi nhắc lại nào, mà chúng ta làm buổi sinh viên thứ hai về cách thiết lập câu hỏi trắc nghiệm trên Scratch. Tức là rất nhiều bạn học sinh hay là nhiều người khi làm cái ứng dụng trên Scratch ấy, về giáo dục ấy, thì thông thường là đều phải có các câu hỏi trắc nghiệm xen vào để kiểm tra kiến thức cho học sinh chẳng hạn. Cho người dùng thì nhiều người rất là lúng túng khi làm cái này. Là cứ hỏi là làm như nào để là ra câu hỏi trắc nghiệm, cách chúng ta thể hiện trên cái phần mềm như thế nào, làm thế nào để cho nó có câu hỏi trắc nghiệm nó không bị trùng lặp, làm thế nào để cho nó hiện ra một cách ngẫu nhiên, không phải theo thứ tự, vân vân. Thì rất nhiều câu hỏi như vậy được đưa ra, cho nên là hôm nay tôi tổng kết lại một vài cái ý kiến của mọi người và tôi sẽ đưa ra một vài giải pháp mà có thể làm được ở trên Scratch. Thì các bạn có thể tham khảo cuốn sách của tôi, cuốn sách nó tên nó là thiết kế phần mềm và trò chơi giáo dục. Cái trò chơi phần mềm giáo dục thì phần mềm cái cuốn sách đó tôi sẽ đã nói rất là kỹ cái này. Thì tôi xin nhắc lại một vài ý nhá. Tức là cái mà đầu tiên chúng ta phải hiểu cái câu hỏi trắc nghiệm nó như thế nào đã, sau đó chúng ta mình định hướng ra là chúng ta làm như thế nào ở trên Scratch. Vì trên Scratch tức là cái môi trường đặc biệt một chút, nó không về mặt gọi là mà quản trị dữ liệu ấy, nó không mạnh bằng các ngôn ngữ lập trình khác, nhưng mà nó lại mạnh ở những cái thế, ở mạnh ở những chỗ khác. Phải chú ý những cái đó nhé. Thế thì về câu hỏi trắc nghiệm trên Scratch ấy, thì chúng ta chú ý là chúng ta có hai vấn đề lớn đã đặt ra khi chúng ta định làm. Một là làm nội dung câu hỏi đấy, một là nội dung câu hỏi được làm như thế nào ở trên cái trên Scratch, và hai là cách thể hiện trên màn hình để cho người dùng mà làm bài thi trắc nghiệm thì như thế nào. Hai câu hỏi này nó lật lật với nhau nhé. Và từ hai cái ý này thì chúng cái vấn đề lớn nhất ấy là làm thế nào để thiết lập một cái bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng trên Scratch. Đã. Thì cái chỗ này thì thấy ra cái ý câu hỏi một này các bạn cũng có thể tự làm, cũng có thể tự hiểu. Cách thể hiện này mình cũng có thể tự làm và tự hiểu. Nhưng mà cái khó nhất chính là cái này, chính là cái chúng ta phải bằng mọi cách chúng ta phải thiết lập được một cái bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm. Đó thì cái này là cái mà rất nhiều người là không biết, không làm được. Chúng ta thường làm mò, chúng ta làm đơn giản. Chúng ta là ví dụ chúng ta làm một cái lấy ví dụ nhiều bạn làm này, nhiều bạn làm mà ví dụ ta làm câu hỏi trắc nghiệm có khoảng có 5 câu chẳng hạn, thì chúng ta lập trình thiện câu hỏi 1, câu hỏi 2, câu hỏi 3, câu hỏi 4, câu hỏi 5, chúng ta lập trình thành 5 đoạn như vậy. Mỗi đoạn như vậy là cho một câu hỏi. Thì cách làm như vậy là hoàn toàn là không cũng được thôi, nhưng mà nó không hợp lý và nó không chuẩn tắc. Là như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà đòi hỏi là không rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ bị lặp lại, vân vân. Thì như vậy là cái cách làm như vậy là không chuẩn. Mà vấn đề là phải thiết lập một cái bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm đó, là một cái cấu trúc dữ liệu nào đó, tối thiểu nào đó để có thể nó lưu được cái nội dung câu hỏi đó, và nó có thể dễ dàng cho các chúng ta lập trình để thể hiện ra cái người dùng ấy, nó làm bài trắc nghiệm như nào trên màn hình. Vậy chúng ta có ba câu hỏi đặt ra nhé, nhắc lại này. Một là chúng ta phải làm thế nào để mà tạo cái nội dung câu hỏi trắc nghiệm mà lưu trên máy tính. Thứ hai là cách thể hiện câu hỏi đó ra trên màn hình để cho người dùng làm bài. Và cái thứ ba quan trọng nhất là cái cách thiết lập cái bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm như thế nào ở trên Scratch nhé. Rồi thì chúng ta đi vào từng vấn đề một nhé. Về kiểu câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn biết rồi, là câu hỏi trắc nghiệm thì là nó thông thường là nó là câu hỏi là câu hỏi trắc nghiệm thôi, là câu hỏi là có nội dung này và các đáp án, thì nó có một đáp án đúng và nhiều đáp án sai. Dù sẽ phải chọn một đáp án đúng, và chọn đáp án đúng thì là coi như làm xong, chọn đáp án sai coi như làm sai câu hỏi đó. Như vậy là đây là cái mô hình câu hỏi trắc nghiệm truyền thống, được chưa? Mà trên thực tế nó có thể nó có những cái gọi là những cái biến dạng của nó, ví dụ như câu hỏi nhanh hai đáp án thôi
thì nó có cái dạng câu hỏi ví dụ là yes no, hay là có câu hỏi là nhập nhanh đáp án bằng 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 chữ hay bằng số từ bàn phím. Ví dụ như là nó có hỏi là ví dụ là 2 cộng 3 bằng mấy, dù có số 5, enter thì cũng là một cách câu hỏi nhanh. Hay là câu hỏi cặp đôi cần kéo thả để làm bài vân vân. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về chủ yếu là về câu loại 1 thôi, tức là loại câu hỏi là câu hỏi trắc nghiệm truyền thống nhé. Còn khi các bạn đã thạo này rồi thì các bạn sang cái câu hỏi 2 3 4 này chúng ta rất là dễ làm thôi. Nhưng mà chúng ta tập trung vào cái câu hỏi trắc nghiệm thôi nhé. Là một câu hỏi là nó có phần nội dung của câu hỏi và phần đáp án. Đáp án thì nó có là 3, 4 hoặc 5 đáp án, và cho nó có một đáp án đúng và nhiều đáp án sai. Đó, thì đó là câu hỏi trắc nghiệm là như vậy nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ đi tiếp theo này. Phân tích một chút để chúng ta có thể về nội dung câu hỏi trắc nghiệm thì như thế này. Chúng ta bắt đầu khó đây nhé. Thế thì tôi có thể tạm thời chia làm kia thông thường khi chúng ta làm trên Scratch thì nó có 3 loại. Một loại là nội dung của câu hỏi trắc nghiệm là tĩnh. Tĩnh, tĩnh là gì? Tức là chúng ta phải nhập hoàn toàn nội dung câu hỏi, các đáp án và đáp án đúng vào đâu đó ở phần mềm, vào trong cái list hoặc vào trong cái gì đó ở trên màn hình. Như là một câu hỏi nó có thể là một cái ô ở trong một cái list của Scratch, hoặc là một câu hỏi nó là một cái tấm ảnh, là một cái file ảnh chụp hình câu hỏi lại. Nhưng mà câu hỏi là nội dung là tĩnh, tức là nội dung cố định không thay đổi được nữa. Như chúng ta là có một cái bài kiểm tra trắc nghiệm, lấy ví dụ chúng ta có một cái bài kiểm tra là ví dụ là có 10 câu hỏi, thì chúng ta tạo ra 10 câu hỏi tĩnh cố định và chúng ta nhập vào trong Scratch trong cái biến nhớ dạng list, hoặc là chúng ta tạo ra 10 cái file ảnh, mỗi file ảnh như vậy là chụp hình cái câu hỏi đó để đưa vào, coi như là mỗi file ảnh như vậy là một cái trang phục, tạo ra một cái nhân vật có tên là câu hỏi chẳng hạn, và mỗi trang phục như vậy là một câu hỏi, được chưa? Thì đó là câu hỏi tĩnh, thì cũng rất là hay. Thì phần lớn đa số những câu hỏi mà chúng ta chọn là đa số câu hỏi mà chúng ta dùng trên thực tế là câu hỏi tĩnh thôi. Còn dạng thứ hai khó rất nhiều lần là cái dạng là câu hỏi động, tôi gọi là động, tức là câu hỏi là nội dung động, tức là phần mềm sẽ tự động sinh nội dung câu hỏi. Thì phần này cũng là cái phần rất là hay, tôi sẽ nói sau nhé, trong hôm nay cũng sẽ nói phần này. Tức là chúng ta không có sẵn câu hỏi gốc mà chúng ta có các dữ liệu, và từ cái bộ dữ liệu đó phần mềm sẽ sinh tự động các câu hỏi trắc nghiệm. Thì cái này đòi hỏi chúng ta phải có cái hiểu biết sâu hơn một chút, nhưng mà cũng rất là hay, vì đa số rất nhiều các câu hỏi cho trẻ con nhỏ ấy là nó xuất phát từ những cái dữ liệu tự nhiên và nó rất dễ sinh ra câu hỏi như vậy. Thì cái dạng câu hỏi tự động này là rất hay có đối với đối tượng học sinh là nhỏ tuổi, tiểu học chẳng hạn, rất là phù hợp. Còn cái dạng thứ ba nữa là cái dạng này là cái nội dung câu hỏi thì là tĩnh, một cái phần phán trắc nghiệm ấy thì là sinh tự động. Thì nếu các bạn mà cái phần sinh tự động này của trắc nghiệm này thì nó là giống như là cái phần hai, nhưng mà cái nội dung tĩnh, nội dung của nó là tĩnh giống như là một đó. Thì như vậy là theo tôi nó có 3 loại này, thì chúng ta tùy chọn thôi. Hôm nay tôi sẽ demo cho các bạn hai loại, như loại 1 và loại 2. Hôm nay tôi chỉ demo cho các bạn là hai loại 1 và 2 như thế này, để chúng ta có thể hình dung được là tạo ra một cái đề trắc nghiệm nó như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là như thế này. Chúng ta có cái câu hỏi rồi, có cái phần dữ liệu mà chúng ta biết là sẽ sinh được tự động rồi, thì chúng ta vẫn phải cần phải thiết lập một cái bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, cái phần này là phần rất quan trọng. Cái phần này mà các bạn làm chuẩn ấy thì việc tạo ra đề trắc nghiệm rất là dễ dàng và làm lập trình rất là dễ. Còn cái phần lập bộ dữ liệu này mà ta nhập là tạo không chuẩn ấy, rất là khó mà ta lập trình được. Đối với chúng ta cũng phải tập luyện là cần là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái bộ dữ liệu mà theo ý của tôi là xây dựng tương đối chuẩn một chút. Chuẩn
thì chúng ta sẽ lập trình rất là dễ dàng. Nhé. Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào một vài cái em cụ thể hơn nữa nhé. Như vậy là đây, như vậy là thiết lập cấu trúc dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm là phần, là cái phần rất quan trọng ở trong cái mô hình câu hỏi trắc nghiệm này. Thì cái phần này là đúng là đòi hỏi cái người lập trình là phải có cái khả năng một chút, phải có cái hiểu biết một chút thì mới làm được, chứ không phải ai khi chúng ta mới lập trình thì rất là khó, lúng túng trong cái này. Thì tôi đã từng quan sát rất nhiều, thì thấy nhiều bạn học sinh là ngay cả các giáo viên nữa mà khi mà cho học sinh của mình tập luyện ấy thì đều đều rất lung túng cái chuyện này. Thì hôm nay tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ trình bày tương đối kỹ hơn, kỹ về một vài dạng câu hỏi trắc nghiệm, và tôi sẽ thiết kế cho các bạn một vài ví dụ cụ thể về thiết lập cái cấu trúc dữ liệu này nhé, sao cho chúng ta lập trình một cách dễ dàng. Rồi, thứ nhất là tôi sẽ đi vào hai cái vấn đề chính, và cũng sẽ làm, tôi sẽ làm hai ví dụ chính. Một là tôi sẽ làm thử các bạn về cấu trúc dữ liệu câu hỏi tĩnh trước nhé, câu hỏi tĩnh trước, câu hỏi động làm sao. Câu hỏi tĩnh thì là như thế này, tức là chúng ta có n câu hỏi tĩnh, n câu hỏi trắc nghiệm có hết rồi, có nội dung, có đáp án, có phương án đúng, có hết rồi, và chúng ta muốn đưa nó vào dữ liệu thì như thế nào. Đây thì nói chung cũng phải như thế này, chúng ta sẽ phải có hai cái mảng hay là hai cái dãy. Dãy thứ nhất là lưu có nội dung câu hỏi và đáp án nữa, lưu lưu vào lưu vào cái đưa vào cái này, và một cái bảng thứ hai là lưu các đáp án đúng, lưu đáp án đúng. Ví dụ như là mà đây là câu hỏi một nhé, đáp án của là một là đáp án A, câu hỏi hai đáp án B là đúng, câu hỏi ba đáp án C là đúng, câu hỏi bốn đáp án D là đúng, câu hỏi năm đáp án A là đúng. Thì chúng ta có hai cái dãy này và có liên kết với nhau, là liên kết là một một với nhau, nhưng mà là bảng ghi một bên này ứng với bảng ghi một bên này, hai ứng với hai bên này đấy. Nhưng mà chúng ta có hai cái list thì có thể như này, có thể là cái nội dung bên này, dù ở đây này, ở đây có thể nó lại chia làm hai phần, một phần là phần nội dung và phần hai là phần đáp án cũng được, hoặc nó có thể nó lưu ra dưới dạng là các cái file ảnh cũng được, là một cái dãy lưu các câu hỏi, và một cái dãy thứ hai là lưu vào trong một cái nhân vật các cái ảnh của nó, các cái trang phục của một nhân vật là một câu hỏi cũng được. Nhưng vấn đề nó phải có hai cái vấn đề là nó vẫn có hai cái bộ dữ liệu dưới dạng là một chiều, dạng cái mảng một chiều, và có quan hệ là một một với nhau đấy, cái đó là rất quan trọng nhé, quan hệ là một một, mỗi câu hỏi ứng với một đáp án đúng, các bạn đã hiểu chưa? Đó thì đó là cái em, đây là cái bộ dữ liệu gốc của mô hình câu hỏi tĩnh. Chúng ta bắt buộc phải lưu toàn bộ nội dung câu hỏi vào một cái bộ dữ liệu. Thì rất nhiều bạn học sinh là không lưu cái này vào, mà rất là lúng túng, chúng ta tạo ra cái gọi là cái bài bài trắc nghiệm đấy, để đưa lên lập trình. Như vậy nhé, tóm lại là bắt buộc phải có một cái mô hình, có cái mô hình dữ liệu là cùng có những cái mảng một chiều, vì ở trong Scratch nó chỉ cho phép mảng một chiều thôi, không phải như con lập trình khác thì có thể có bảng, cũng có bảng, có mảng nhiều chiều, nhưng mà riêng Scratch nó chỉ có mảng một chiều thôi. Chúng ta sẽ phải thiết kế khéo léo nhé. Đây là một ví dụ nữa nhé, là có thể làm cái mảng là đây, tôi lấy ví dụ khác này, là gồm có một cái mảng chính lưu nội dung câu hỏi này, một cái mảng thứ hai là lưu đáp án này, và một cái dãy các hình ảnh lưu cho một cái trong lưu là một cái trang phục của một cái nhân vật nào đó, mỗi một cái trang phục ứng với một cái bảng ghi nhé. Vậy là câu hỏi một này, đáp án một này của câu hỏi một này, và đây là hình ảnh trang phục thứ nhất của cái câu hỏi này, ứng với cái câu hỏi này, giữa một câu hỏi ứng một hình ảnh đấy, ví dụ như vậy. Đây là một mô hình khác nữa, mở rộng hơn, vẫn là dữ liệu câu hỏi tĩnh, được chưa? Và cách chúng ta mà thể hiện cái bài bài kiểm tra ra nó cũng giống nhau, được chưa? Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ này nhé, tôi dụ cụ thể thôi, cụ thể để tôi sẽ lập trình cụ thể để các bạn xem nhé. Ví dụ giả sử tôi có là 5 câu hỏi như này, một bài kiểm tra cũng có câu hỏi 1, câu hỏi 2, 3, 4, 5. Câu hỏi này đã lưu sẵn rồi, lưu đầy đủ toàn bộ cả đáp án nhé. Đây, cô sẽ tăng
là tên gọi của đội bóng nào? A là Pháp, để tôi để là 3 đấy nhé, để 4 quá, để 3 4. A là Pháp, B Đức, C là Hà Lan. Đáp số là số 2, chính là Đức. Đội Đức. Đây bên này đây là một cái mảng khác nhé, bên này là một cái mảng khác. Đấy, như đáp án đúng. Câu hỏi số 2 này, loài cá nào ở biển có thể bay được? A cá heo, B cá mập, C cá chuồn. Đáp án là 3 là cá chuồn. Tự như vậy nhé. Ở đây đáp án là Lâm Đồng. Ở đây đáp án câu hỏi 4 đáp án là sông Thu Bồn. Ở đây đáp án số 3 là Phú Thọ. Nhưng mà chúng ta có sẵn một cái bộ dữ liệu là 5 câu hỏi tĩnh. Đây là câu hỏi tĩnh nhé. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình này. Bây giờ chúng ta cùng tôi cho lập trình nhé. Bây giờ tôi sẽ lập trình và các bạn sẽ cùng quan sát cùng với tôi nhé. Chúng ta có 5 câu hỏi là tĩnh. Và chúng ta sẽ tạo ra hai cái dãy. Một cái dãy là lưu nội dung và đáp án của các câu hỏi đó. Và dãy thứ hai là lưu đáp án đúng. Nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ lập trình này. Các bạn cùng với tôi làm nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ lập trình. Tôi lập trình trên Scratch cũ đó. Cho nên dễ nhìn nhé. Cái Scratch mới nó bị màu mè quá. Mắt thì nhìn cái mờ hết cả đây. Nhé. Bây giờ này nhé. Bây giờ tôi sẽ. Có gì em? Dạ Scratch đó rồi. Các bạn nhìn rõ không? Nha. Bây giờ tôi sẽ như sau này. Tôi sẽ thay cái nhân vật này, tôi dùng nhân vật khác đi. Tôi đã tạo sẵn một cái nhân vật là một thầy giáo đây rồi. Tôi tìm một thầy giáo là có hình ảnh thầy giáo đây rồi. Đó. Thì thầy giáo này đóng vai trò là cái người hướng dẫn cái bài kiểm tra trắc nghiệm. Tôi xóa con mèo đi nhá. Này. Thầy giáo ngồi đây nhé. Tôi cho thầy giáo to lên một tí này. Ô, nhầm. Thầy giáo đây nhé. Tôi cho thầy giáo chuyển ra bên đây. Tôi cho thầy giáo quay sang bên phải một tí nhé. Đấy, thầy giáo ở đây nhé. Rồi, được chưa? Thế bây giờ tôi, cái việc đầu tiên của tôi là tôi sẽ thiết lập một cái bộ dữ liệu. Này, tôi nhắc lại rất quan trọng nhé. Chúng ta rất quan trọng là chúng ta phải thiết lập một cấu trúc dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm. Đây, cái phần này là phần quan trọng nhất này. Đó. Phải làm chuẩn cái này nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Tôi sẽ lập ra hai cái list. Đây. Tôi tạo ra hai cái list nhé. Một cái list tôi đặt tên là câu hỏi. Câu hỏi dùng để lưu các câu hỏi. Được chưa? Và một cái list thứ hai tôi tạo ra tôi gọi là đáp án. Đáp án nhé, đáp án để lưu các đáp án. Để lưu các đáp án. Đáp án. Chưa, các bạn thấy không? Như vậy là và đây là phần lõi đấy, đây là phần lõi của chương trình đây, rất quan trọng là chúng ta phải làm chuẩn thì mới được. Đây nhé. Đáp án đây này, câu hỏi ở đây nhé. Bây giờ tôi mở to lên để tôi lập trình để tôi làm mở to nhé. Rồi. Bây giờ tôi sẽ là copy từ bên này sang. Đây câu hỏi 1 đấy nhá, câu hỏi 1. Nội dung của nó cũng nói thế này. Ôi giời. Câu hỏi 1 đây nhá. Đây. Câu hỏi 1 nhá. Ctrl C này, copy này. Mấy đáp án là 2 nhá. Tôi vào đây này. Tôi bấm vào đây tôi paste nó vào đây. Đấy, câu hỏi 1 là như này nhá. Câu hỏi 1 là viết như này. Đấy. Và đáp án là mấy nhỉ? Đáp án là số 2. Đấy. Đấy. Nhìn rõ không? Bây giờ chúng ta làm được nhá. Cô giáo người dạy trung học á. Giáo là không có dở. Nhá, bây giờ chúng ta sang câu hỏi số 2 này. Bây giờ tôi copy câu hỏi số 2 này. Câu hỏi số 2 đáp số là 3 nhá. Ctrl C này. Chuyển sang đây tôi Ctrl V này. V đúng không? Và ở đây là số 3. Đáp số là số 3. Được chưa? Đó. Câu hỏi 3 này. Sang câu hỏi 3 nhá. Đáp án là 1 này. Tôi bôi đen này, Ctrl C này. Sang bên này là Ctrl V này. Được chưa? Đấy, và đây sẽ là 3. Đây là số mấy nhỉ? Số 1, đáp án là 1 nhá. Sang câu hỏi 4 này. Thì các bạn thấy các bạn làm như cái phần này là phần rất tỉ mỉ, phải làm chuẩn xác ngay từ đầu. Cái phần câu hỏi dữ liệu này ta làm chuẩn ấy thì sau này lập trình nó rất là dễ. Còn chúng ta không làm chuẩn ý, thì rất là khó. Câu này, bài này là đáp án số 2. Là sông Thu Bồn. Rồi. Và câu hỏi số 3, câu hỏi cuối cùng.
tức là tỉnh nào là tỉnh được trung tâm của nghệ thuật hát xoan thì đáp số là số 3 là tỉnh Phú Thọ nhá. Giờ tôi mới vào đây số 5 này, đây là số 3 đó, thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chúng ta vừa tạo xong là hai cái bộ dữ liệu gốc cho câu hỏi trắc nghiệm, các bạn thấy không nào? Cho cái đề kiểm tra chúng ta là còn năm, đây là đáp án của câu hỏi tĩnh nhé. Như vậy là còn năm câu hỏi trọn vẹn cả nội dung câu hỏi là đáp án ở trong cái list là câu hỏi, còn các đáp án đúng được lưu ở trong đáp án và ký hiệu là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 nhé. Tức là không phải không dùng chữ A mà dùng số 1, 2, 3, 4, được chưa? Đó, thì đây chính là cái bộ dữ liệu gốc. Đó, bộ dữ liệu gốc chúng ta chú ý nhé. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình này. Lập trình thì như sau này. Bây giờ chúng ta bây giờ tôi lại muốn như này. Yêu cầu của tôi là không phải là tôi sẽ hỏi từng câu hỏi là 1, 2, 3, 4, 5 và tôi muốn là tôi hoán vị thứ tự, hoán vị cho nó là hoán vị ngẫu nhiên đi. Thì tôi bây giờ tôi sẽ lập trình để tôi sẽ đầu tiên bước 1 là tôi sẽ tạo ra một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 5 và dùng cái đó để ta tạo ra câu hỏi và giáo viên là chỉ là người ra câu hỏi, được chưa? Rồi thì tôi làm tiếp tục nhé. Bây giờ tôi sẽ phải tạo ra các cái nút lệnh để cho người dùng nó nhập vào. Giáo viên sẽ hỏi câu hỏi, người dùng sẽ nhập và ấn vào cái nút đáp án nhé. Thì tôi sẽ tạo ra vì của tôi đây nó chỉ có là các đáp án của chúng tôi nó chỉ có là từ 1 đến 3 thôi, chúng tôi sẽ dùng là tạo ra 3 nút lệnh nhé. Để các bạn dùng tôi làm nhanh này. Vì tôi dùng lệnh này tôi để bấm để tôi tạo ra đây, tôi tạo ra cái nút lệnh trên màn hình nhé. Tôi dùng cái chuyển sang convert sang vector để tôi làm này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ dùng nút chọn nút tròn nhé, nút tròn này. Tôi dùng cái màu này chẳng hạn nhé, màu này nhé. Tôi tạo ra một cái nút tròn. Đấy. Còn như này nhé. Và tôi tạo ra cái tôi dùng cái màu trắng nhé để tôi tạo ra cái chữ A ở giữa, chữ A này, chữ A đó, chữ A nhé, cho to rồi này, đấy, chữ A ở đây nhé, được chưa? Đấy thì tôi cần chỉnh thêm một tâm nó vào giữa đấy. Đây là nút A này nhé. Nút A này tôi sẽ để ở đây cho người dùng là người dùng chơi nhé, người dùng người nhé. Tôi ký hiệu cái này là chọn không quan trọng lắm nhé. Rồi đây nút A này tôi sẽ ký hiệu cái này là nút A nhé, đây là A này. A. Bây giờ tạo ra nút B, nút C nhé, hai tương tự nhau nhé. Đây là A nhé, tôi bấm chuột phải để chọn tạo lệnh duplicate, tạo ra nút B, đây là B nhé. Rồi tôi sẽ đây. B chưa? Và ký hiệu cái này là B nhé. B. Rồi, bây giờ tôi tạo ra cái nút C. Ô nhầm. Chưa, bấm nhầm là nó thành xoám rồi. Đây là B nhé. Bấm nhầm là xóa rồi. Đây là B. Rồi. B sẽ để ở đây nhé. Đấy. Bây giờ sang nút C này, bấm chuột phải tạo duplicate này. Đấy, thì đây nó sẽ là C. Rất đơn giản thôi. Đấy, C nhé. Rồi. Thì lúc này tôi ký hiệu là nút C. Như vậy là ta phải làm C nhé. Đấy. Như vậy tôi sẽ để ở đây. Như vậy đây là chỗ mà học sinh sẽ nháy chuột vào để làm. Rất đơn giản này thôi nhé. Vậy là giáo viên là người đưa ra câu hỏi. Vì câu hỏi chúng ta là câu hỏi nằm ở trong, nó không có, nó là chữ mà. Chữ đây là chữ cho nên là giáo viên sẽ là người hiện câu hỏi ra. Câu viên nói là từ giáo viên mà giáo viên sẽ trình bày câu hỏi ở trên màn hình. Còn nếu câu hỏi chúng ta mà lưu ở trong cái file ảnh ấy, thì nó lại khác. Thì chúng ta sẽ phải hiện cách khác. Mà đây là câu hỏi bằng chữ. Cho nên chúng ta hiện ra ở đó thôi nhé. Thì bây giờ tôi mới làm này. Chúng ta cùng với tôi chúng ta lập trình nhé. Giáo viên sẽ là người thiết lập cái bộ dữ liệu này, giáo viên là người mà đưa ra cái thứ tự các câu hỏi và hiện hỏi câu hỏi học sinh sẽ trả lời. Tôi làm nhanh những cái bài này là bài dễ tôi làm nhanh nhé. Rồi thế bây giờ mà đầu tiên giáo viên sẽ phải, vì giáo viên tôi không muốn giáo viên hỏi câu hỏi từ 1 cho đến đúng 1 đến 5
mà giáo viên sẽ tạo ra một cái dãy khác gọi là một hoán luyện ngẫu nhiên 1 đến 5 và giáo viên sẽ dùng cái đó để giáo viên đưa ra câu hỏi. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra hai cái list nữa để tạo ra một cái hoán luyện ngẫu nhiên từ 1 đến N nhé. Đây tôi bấm vào đây. Tôi dùng cái tôi tạo ra hai cái dãy. Dãy thứ một là dãy hoán vị đi. Hoán vị. Cái dãy này là dãy dùng để mà sinh ra một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến N. Cụ thể ở đây là một từ 1 đến 5 nhé. 1 đến 5. Và để sinh một hoán vị thì chúng ta sẽ phải thiết lập thêm một cái dãy phụ nữa, tôi gọi nó là tem list là dãy phụ. Cái này là cái mà tôi viết chỉ bày rất là nhiều ở trong tất cả các bài tập mà tôi dùng trong các cuốn sách của tôi đấy, thì các bạn chú ý nhé, thì tôi cho bề mặt các bạn ở đây nhé. Rồi thì tôi sẽ dùng hai cái mảng phụ này và cái mảng hoán vị này. Mà cái bảng phụ này, cái bảng template này dùng để mà gì? Để mà phụ để sinh ra cái mảng hoán vị. Hoán vị là cái gì? Là một cái dãy các số là hoán vị từ 1 đến 5. Giáo viên sẽ dùng tự này để sinh ra câu hỏi. Như vậy là bảo đảm là mỗi lần ra đề kiểm tra giáo viên sẽ tạo ra các cái thứ tự ngẫu nhiên câu hỏi nhé. Rồi, thì tôi làm được chuyện cho giáo viên này. Chọn giáo viên nhé. Đây, và giáo viên đây. Chuyển từ đầu nhé. Thì từ đầu giáo viên làm như sau này. Thì đây tôi sẽ tạo ra một cái cho nó dễ hiểu. Tôi tạo ra một cái block, một cái thủ tục nhé, là init nhé. Init này là cái thủ tục. Đây là cái thủ tục mà để dùng để sinh ngẫu nhiên một hoán vị từ 1 đến N. Cụ thể đây là 1 đến 5. Các bạn cùng tôi làm nhé, các bạn theo tôi làm nhé. Lệnh như sau này. Rất là chuẩn đấy. Đầu tiên thì khi mà bắt đầu vào thì chúng ta sẽ phải xóa đi hai cái mảng gốc này, dùng lệnh là delete all này, theme list này, và dùng lệnh thứ hai là delete all cái hoán vị. Chú ý đừng có xóa cái đáp án nhé, đáp án câu hỏi là xóa là chết luôn ấy. Hai cái này là hai dữ liệu gốc không đồng vào nhé, chỉ xóa cái hoán vị và cái theme list thôi. Đấy, đưa vào đây được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm này. Thì đầu tiên tôi nạp vào cái template này là các số từ 1 đến 5 đúng thứ tự. Bây giờ như vậy tôi sẽ phải tạo ra một cái biến nhớ, tôi gọi tên là index. Biến nhớ này sẽ dùng nhiều chỉ số nhiều lần nữa, được chưa? Rồi thì tôi sẽ gán, đầu tiên tôi gán cái biến chỉ số này là 1, được chưa? Và sau đó tôi sẽ lặp theo đúng cái độ dài của cái mảng câu hỏi, là sẽ các câu hỏi đấy. Thì tôi vào tôi dùng này, tôi lặp bao nhiêu lần nhỉ? Tôi dùng cái lệnh là length của câu hỏi nhé, length là cái độ dài. Như vậy là cái danh sách câu hỏi của chúng ta, ví dụ là có 5 câu hay 10 câu hay là 50 câu nữa, thì cái mảng cái template này, đầu tiên là tôi tạo ra cái dãy các số từ 1 cho đến N, từ 1 cho đến độ dài câu hỏi đây. Dài của cái mảng câu hỏi nhé. Làm như sau này. Tôi bổ sung, tôi dùng lệnh add cái index này vào cái template là cái mảng phụ nhé, đưa vào đây. Đấy, sau tôi tăng cái trên cái index by 1. Đấy. Thì sau cái nhóm lệnh này nhé, thì cái mảng template này là nó sẽ được lưu quá trình từ 1 cho đến N, 1 cho đến độ dài của câu hỏi. Cái mảng template là cái mảng phụ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ hoán vị, dùng để sinh cái hoán vị và đưa hoán vị vào trong cái mảng hoán vị này. Làm như sau nhé, các bạn chú ý này. Đây, cái bài về các bạn chú ý nhé. Bây giờ để cái làm như sau này, chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên một phần tử từ template ra và đưa vào hoán vị. Sau khi đưa vào hoán vị rồi, chúng ta sẽ xóa từ đó đi, xóa đi khỏi template nhé. Đây, chúng ta làm như sau này, chúng ta dùng cái lệnh, vẫn là lệnh là repeat. Vẫn là repeat cái này. Vẫn là repeat cái length của cái câu hỏi. Repeat cái này. Lập tức là chúng ta sẽ lượt tạo ra n phần tử lấy từ cái template ra này và đưa vào hoán vị. Nhưng mà lấy ra cái ngẫu nhiên thì sinh ra là cái câu hoán vị, nó chính là cái hoán vị ngẫu nhiên. Làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Các bạn chú ý nhé. Cái phần này đây là cái đoạn này, đoạn trình chuẩn để tạo ra hoán vị ngẫu nhiên đấy. Nhá. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ lấy ra này.
Industrializa là một cái phần tử ngẫu nhiên ở trong cái mảng Cambridge. Thì chúng ta dùng cái hàm random, pick random. Từ một chuyến thì cho đến cái độ dài của Cambridge. Đây chúng ta phải kéo vào đây nhé. Chúng ta dùng cái length của Cambridge. Cambridge nhé, chúng ta đi vào đây. Đó. Như vậy là index là một phần tử, một cái chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của cái dãy Cambridge. Chúng ta đi vào đây. Đó. Xong rồi, chúng ta sẽ lấy phần tử thứ chỉ số này, index này của Cambridge và đưa vào cái mảng hoán vị. Đây, chúng ta vào đây, chúng ta dùng một lệnh này. Đưa vào, ép cái đó vào cái hoán vị nhá. Đây chính phần tử này, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là item này này. Chúng ta kéo cái này xuống nhé, chúng ta kéo cái này, index đây. Đây, chúng ta lấy ra phần tử thứ index của cái mảng template, được chưa? Nhưng index là index là lấy ngẫu nhiên này, index là lấy ngẫu nhiên một phần tử của template, được chưa? Và lấy ra và đưa vào hoán vị. Đây, đưa vào hoán vị. Đấy, chúng ta nhìn rõ chưa? Đấy. Đấy. Nhắc lại này, lập n lần này, lập 5 lần này, gọi index là một chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của template. Sau chúng ta lấy phần tử nó ra, đây này, lấy phần tử nó ra và đưa vào hoán vị. Sau đó chúng ta xóa đi. Đấy, phải xóa đi, nhưng không xóa đi thì không được. Chúng ta phải xóa đi, xóa đi cái phần tử từ index này của template. Này, chúng ta sẽ xóa đi cái phần tử thứ index của template, xóa đi. Đó. Thì cái đoạn này này, đây là cái đoạn chương trình là tạo ra một cái tạo ra lấy ra cái phần tử ngẫu nhiên của template và đưa vào hoán vị. Lấy ra đâu, xóa phần tử gốc đi từ đó để cho nó khỏi lặp lại. Và khi xong đoạn này thì hoán vị nó chính là gì? Nó chính là một hoán vị ngẫu nhiên của 1 đến n. Ta chạy thử xem nhé, ta thấy ngay mà, chạy thử nhé xem là đây là hoán vị này. Đấy, nó tạo ra cái hoán vị là từ 1 đến 5, từ 1 đến 5 đấy, 1, 5, 3, 4, 1, 2 đúng không? Đấy, chúng ta kiểm tra tại chỗ nhé. Vậy là chỗ này là chính xác, được rồi. Thì sau khi mà chúng ta tạo chính xác rồi thì chúng ta bắt đầu sang lập trình, là giáo viên sẽ bắt đầu hỏi nhé. Bắt đầu hỏi thì chúng ta có thể như sau. Chúng ta lập trình cho giáo viên như sau này. Giáo viên có thể nói một câu nhé, cho nói một câu cho nó vui đi. Giáo viên nói nhé là em chuẩn bị làm bài kiểm tra, trắc nghiệm nhé. Đấy. Mà đợi sau mấy giây đấy. Đấy. Cứ đợi trong 5 giây chẳng hạn. Và sau đó là bắt đầu làm bài kiểm tra. Được chưa? Rồi thì tôi sẽ để đây nhé, mà tôi làm cùng các bạn ở đây nhé. Đây. Và giáo viên sẽ lượt là hỏi 5 câu nhé. Thì giáo viên sẽ lặp lại đây, giáo viên sẽ lặp lại. Lặp lại 5 lần. Đây giáo viên cũng dùng lệnh là set index bằng 1 trước nhé. Đây, để ở đây. Ở đây. Và lặp lại là với số lần là trình độ dài cái length của cái đây, length của cái câu hỏi. Được chưa? Lặp lại. Nhưng mà giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên sẽ dùng cái lệnh say để mà hiện câu hỏi trên màn hình. Đây, lệnh say nhé, hiện câu hỏi. Thì hiện câu hỏi thứ mấy? Hiện không phải câu hỏi thứ index chứ, mà hiện câu hỏi thứ mấy nào, chúng ta phải lấy cái hoán vị ra. Đây, chúng ta phải lấy cái này. Đây. Phải hiện câu hỏi đây chúng ta phải lấy cái này ra nhé, nhắc lại lấy cái này. Chúng ta lấy cái item này của câu hỏi ra nhé, này, hiện câu hỏi này. Nhưng không phải hiện câu hỏi từ index của câu hỏi. Em chạy từ 1 đến đấy mà chạy từ mấy mà phải từ đây. Đấy, đưa cái này vào đây. Thì nó mới ra ngẫu nhiên được. Đúng không nào? Đây là hoán vị là một con ngẫu nhiên mà. Cho nên là phần tử thứ nhất của hoán vị đưa vào đây thì nó là sẽ thành ngẫu nhiên thôi. Đấy. Được chưa? Chúng ta chú ý nhé.
Đó, thì đây là giáo viên sẽ hiện trên màn hình câu hỏi thứ nhất, không phải thứ nhất của câu hỏi của list câu hỏi, mà câu hỏi ứng vị trí là cái vị trí thứ nhất của cái hoán vị. Đó, vì hoán vị ở đây chúng ta là mấy, hoán vị ở đây là 5, như vậy câu hỏi đầu tiên hiện ra sẽ là câu hỏi số 5, câu hỏi thứ hai hiện ra là câu hỏi số 3, câu hỏi thứ ba hiện ra là câu hỏi số 4. Đó, thì nó dành là ngẫu nhiên mà. Rồi, khi mà giáo viên mà hiện câu hỏi này xong rồi thì sẽ chờ, lúc đó sẽ chờ cho cái người dùng nháy vào đây để lấy làm. Giáo viên chú ý nhé, chỗ này bắt đầu khó đây. Và chờ xong rồi thì sau đó thì giáo viên sẽ quay lại, giáo viên sẽ dùng cái lệnh chuyên để sang câu hỏi tiếp theo. Đó, như này nhé. Sang phần hỏi tiếp theo và cứ thế quay lại 5 lần thì là xong và kết thúc. Thì giáo viên sẽ nói một câu như này, giáo viên sẽ kết thúc là chúc mừng em đã làm xong. Đây, chúc mừng. Chúc mừng em đã làm xong. Em đã làm xong. Đấy. Mà chỗ này là chỗ khó, để chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ này nhé, chỗ này ở giữa đây này. Khi mà giáo viên ở đây sẽ phải là giáo viên khi mà giáo viên mà hỏi ở đây nhé, thì học sinh sẽ phải chờ học sinh bấm đây thì mới làm tiếp tục được. Cho nên chỗ này chúng ta cần phải có một biến nhớ nữa để mô tả trạng thái đó, khi nào nếu mà chuyển sang được cái trạng thái tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một biến nhớ nữa, đặt tên nó là next chẳng hạn. Next là nó kiểm soát là khi nào thì được chuyển sang câu hỏi tiếp theo, mặc định là next sẽ là không, nên tôi để ở trên này, mặc định next sẽ là không. Và tới đây giáo viên sẽ phải chờ cho đến khi next sẽ bằng 1 thì mới sang câu hỏi tiếp theo được. Thì chúng ta sẽ có lệnh nữa ở giữa trường nhá, lệnh nữa trường là lệnh wait này, wait until, lệnh wait nhé, lệnh chờ này, chờ cho đến khi nào, chờ cho đến khi mà cái next này nó bằng 1 thì mới được chuyển sang. Đó, thì ở đây nên sẽ phải chờ, ai sẽ phải chờ nhé, sẽ phải chờ chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo nhé. À, thì ở đây chúng ta chú ý là không có cái next đầu tiên, cái next này nó không nằm đây, nó nằm ở trước đây ấy nhé. Khi bắt đầu vào câu hỏi thì đặt next bằng 0, khi mà hiện câu hỏi ra thì phải chờ cho đến khi bằng 1 thì mới quay tiếp tục lại được. Đấy, và khi quay lại nó lại trở lại bắt đầu bằng 0. Chứ cái chỗ này này là khi nào đến next bằng 1, khi mà học sinh mà bấm vào đây, giáo viên sẽ kiểm tra phần vào đó đúng hay sai thì mới trả lời là mới đặt lại next bằng thì mới đặt next bằng 1 được nhá. Để đây hơi khó một tí nhá. Rồi. Thì bây giờ chúng ta làm tiếp tục này. Khi tới đây nhá thì học sinh sẽ bấm vào đây. Thì đây tôi vào cái lập trình cho nút A nhé. Chúng ta sẽ phải tạo một cái biến nhớ nữa đặt tên là choice, để mà choice là cái biến nhớ để mô tả là học sinh đã chọn cái phương án nào, chọn phương án 1, 2 hay là 3, chọn A, B hay là C, và giáo viên sẽ so sánh cái choice này với đáp án. Nếu mà học sinh mà trả lời đúng thì giáo viên nói là đúng rồi, còn nếu học sinh trả lời sai giáo viên nói là sai rồi nhé. Đó. Rồi bây chúng ta làm tiếp tục nhé. Thế bây giờ đây chúng ta lập trình như sau, tại cho cái biến cái nút A nhé. Thì chúng ta vào cái này, chúng ta vào cái lệnh là nếu người dùng mà bấm kích chuột vào cái nút này thì làm gì? Đấy, nút A nhé. Thì khi người dùng mà nhấn vào đây thì lập tức là giáo viên sẽ máy tính sẽ gán cái choice của A là 1. Đây là nút A nhé, là 1. Còn nếu mà B thì cho sẽ bằng 2, C cho sẽ bằng 3. Vậy là khi người dùng mà nhấn chuột vào đây thì đặt cho sẽ bằng 1, và lúc đó thì bắt buộc phải thông báo cho giáo viên, cho nên phải có một cái thông điệp, một cái broadcast. Khi đó thì học sinh sẽ nút này sẽ thông báo, dùng lệnh broadcast để thông báo một thông điệp cho giáo viên biết là đã làm xong rồi, giáo viên sẽ kiểm tra. Như vậy ta dùng một cái thông điệp có tên là done, nghĩa là làm xong rồi, done. Đó. Như vậy là đối nút A nhé, là khi người dùng nháy chuột lên nút A thì đặt cái choice bằng 1 và gửi thông điệp done cho giáo viên
giáo viên nhé. Tương tự như vậy đối với B và C, tôi copy thôi, tôi copy được sang B này, copy sang C này nhé. Rồi tôi sang B, tôi kiểm tra B nhé. B đây sẽ cho sẽ bằng 2, sẽ bằng 2 nhé. Còn đối với C, C đây cho sẽ bằng 3, được chưa? Rồi đấy, như vậy là khi mà giáo viên nhá, khi giáo viên đây, giáo viên này, gọi giáo viên này, giáo viên thông báo trên màn hình đấy nhá, và chờ người dùng bấm chọn đây. Khi người dùng mà bấm vào nút ABC thì gửi thông điệp là đăng, gửi thông điệp là đăng cho giáo viên, và giáo viên sẽ khi nhận cái thông điệp đăng đây, giáo viên sẽ thông báo là đúng hay sai. Giáo viên sẽ phải dùng cái lệnh này để kiểm soát nhá, dùng cái lệnh là if then else, nếu thông báo đúng và thông báo sai ở đây nhé. Rồi thì ở đây này, giáo viên sẽ kiểm tra cái choice đó với cái đáp án nhé. Giáo viên sẽ kiểm tra nếu mà đúng thì sao, và đây nhé, ta chọn cái đúng này đấy, nếu nhé, nếu cái choice bằng 1 trùng đáp án thì biểu sử dụng đáp án đây, đáp án là cái này nhé, đây đáp án đây, chúng ta lấy cái đáp án ra nhé, đáp án đây. Đấy, nếu mà người dùng mà bấm cái nút choi cùng này, cùng nó ở đây này, cùng cái đáp án ở đây thì đúng nhá. Như vậy chúng ta phải lấy ra thêm một cái bản nữa giống như ở đây này. Copy đấy được, copy. Đó. Đây nhá. Nếu mà choi bằng cái đây là cái câu hỏi, đây là thứ tự câu hỏi đang hỏi trên màn hình nhá. Đây đáp án của nó này. Nếu mà choi trùng đáp án thì thông báo là đúng rồi. Đây. Thông báo đúng rồi, câu hỏi nó đúng rồi nhé. Còn nếu không, thông báo là sai rồi. Đấy, thông báo sai rồi. Và thông báo sai rồi, xong rồi thì lúc bây giờ mới đặt cái tham số next bằng 1. Để làm sao để cho là giáo viên sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nhưng chuyện này là chuyện rất quan trọng, nhưng nối từ đây vào đây này, thấy không nào? Đấy nhá. Chúng ta có hiểu chưa? Chuyện này nhá. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá, xem đúng hay sai biết ngay thôi mà. Đây bây giờ ta chạy thử vòng to, chạy thử nhá. Đây câu hỏi nhá. Đúng vào đây nhá. Đấy, chuyện làm bài trắc nghiệm này. Sau 5 giây nhá. Đấy, là cái nào đây nhá. Đấy, bấm nhá. Bây giờ thử bấm cá heo này. Sai rồi. Được chưa? Tỉnh nào đây? Bấm A. Đúng rồi. Nhá. Cổ Hội An, sông Thu Bồn, B. Đúng rồi. Được chưa? Tỉnh nào? Phú Thọ, Bắc Ninh. Bấm A. Sai rồi. Cô sẽ ta nào? B. Đúng rồi. Được chưa? Chúng em đã làm xong. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới thấy, chúng ta vừa làm xong được cái bài tập đầu tiên nhá. Bây giờ tôi ở đây giáo viên này, tôi đã thu âm sẵn hai cái âm thanh là đúng rồi sai rồi này, bây giờ tôi sẽ đưa thêm âm thanh cho nó hay ho nữa nhé. Tôi sẽ đưa vào đây cái lệnh là sao sai rồi, đưa vào đây để hình trên nhé, còn để hình dưới, và ở đây nữa, đây để đúng rồi, đúng rồi. Đấy, như vậy là cho nó hay một tí nhé. Mình chạy lại thử nhé. Kiểm tra trắc nghiệm nhé. Nào, bắt đầu này. Rồi, A Lâm Đồng này. Đúng rồi. Đấy, người ta ra thử chứ. Bài số 2 này. B. Đúng rồi. Đấy. Bài số 3, bấm vào B. Sai rồi. Đấy. Bài số 4. Đúng rồi. Câu số 5. Đúng rồi. Đấy. Như vậy các bạn thấy là câu hỏi nó được đưa ra là không phải là từ 1 đến 5. Mà nó là hoán vị ngẫu nhiên, được chưa? Đấy, thì đây là cái bài số 1, rất đơn giản thôi, nhưng mà cho thấy là nó là khi mà chúng ta làm thiết lập cái bộ dữ liệu mà chuẩn rồi ấy, thì chúng ta lập trình nó rất là dễ dàng như vậy. Từ bài này chúng ta có thể suy ra cách làm cái bài mà cái câu hỏi tĩnh nó không phải là một cái chữ mà nó làm hình ảnh, thì ta làm tương tự thôi, chúng ta tạo nhân vật khác là hình ảnh của các câu hỏi đó nhé. Giờ thì bây giờ tôi lưu cái bài này, lưu là cái bài 1 nhá, buổi hôm nay nhá. Rồi thì bây giờ tôi sang tiếp theo này.
Tiếp theo là tôi nói về cái loại thứ hai. Thật ra về cái loại câu hỏi một ấy, câu hỏi tĩnh ấy, thì có thể làm rất nhiều, có nhiều dạng khác nữa, nhưng mà thôi tôi dừng lại ở đây và tôi sẽ chuyển sang cái dạng câu hỏi số 2 khó rất nhiều lần, là cấu trúc câu hỏi dữ liệu của hoạt động. Thì đây là cái phần này là phần là khó rất là nhiều lần, nhưng mà cũng rất là hay. Hay thì tôi xin trình bày ngắn để cho các bạn hình dung nhé. Và cái phần này thì tôi sẽ không rồi tôi sẽ tùy hình tôi sẽ hoặc tôi có thể làm cho các bạn một cái bài chuẩn, hoặc ít không thời gian tôi sẽ cho các bạn xem lời giải của nó thôi để chúng ta hình dung được nhé. Rồi, thế thì mô hình dữ liệu câu hỏi động là như này, là chúng ta sẽ phải có là nhiều danh sách thông tin có kết nối với nhau ở dưới dạng là 1:1 hoặc là 1n. Ví dụ như này nhé, ví dụ là chúng ta có hai sách, một sách là các quốc gia và một danh sách là các thủ đô. Có thể đây là 1:1, 1:1, được chưa? Và với cái dữ liệu này thì chúng ta có thể sinh ra rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Ví dụ câu hỏi là câu hỏi động nhé. Ví dụ như là quốc gia nào dưới đây có thủ đô là, quốc gia nào dưới đây Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Mỹ có thủ đô là Hà Nội. Tôi sẽ phải chọn một trong ba trong bốn đáp án đó. Hay là ngược lại là ví dụ như là Moscow là thủ đô của nước nào, đúng không? Hay là đúng rồi, hay là quốc gia nào có thủ đô của nước Trung Quốc là thành phố nào? A Hà Nội, B Bắc Kinh, C Washington, C D gì đó, đúng không? Thì như vậy là từ một cái bộ dữ liệu có thể 1:1 này, chúng ta có thể tạo ra hai dữ liệu này, chúng ta có tạo ra rất nhiều câu hỏi dữ liệu động liên quan đến kiến thức của hai cái bộ dữ liệu này. Thì đây là cái mô hình là câu hỏi là 1:1 nhé. Còn một loại nữa là dữ liệu kết nối với nhau ở dạng là 1n hoặc là nn. Lấy ví dụ như này. Ở bên trái là sách các quốc gia, bên phải là sách các châu lục. Thì một nước bắt buộc phải nằm trong một châu lục, đúng không ạ? Nhưng mà đây là có thể là 1 và n nhé. Đây bên này các quốc gia, đây bên này là các châu, chỉ có châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu nhé, châu Úc. Thì ở đây chúng ta có thể là rất là nhiều các câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ là trong các quốc gia sau: Việt Nam, Đức, Mỹ, Úc thì nước nào nằm ở châu Á? Đấy, như thế. Hoặc là ngược lại thì là nước Trung Quốc nằm ở châu nào? A là châu Á, B là châu Phi, Mỹ, D là châu Phi. Như vậy thì như vậy là đây cũng là một cái quan hệ 1n, và từ quan hệ này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, được chưa? Thì thực tế các bạn thấy có rất nhiều, ví dụ là các con vật này ứng với tên các con vật này, hay là các loài cây này ứng với các loài rau củ quả này, rồi là vân vân, phân loại rác này, phân loại rác thải nhựa này, hay là về biến đổi khí hậu này, vân vân. Thì tất cả những cái bộ dữ liệu như thế này là nó là cái bộ dữ liệu quan hệ 1:1 hoặc quan hệ 1n hoặc nn cũng được, thì nó là cái bộ dữ liệu để chúng ta có thể tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm. Mà câu hỏi trắc nghiệm đó nó tạo ra nó rất là đa dạng. Thì đó, đây chính là cái mô hình gọi là mô hình câu hỏi dữ liệu động đấy. Mô hình câu hỏi dữ liệu mà câu hỏi trắc nghiệm động mà tôi đã trong cuốn sách thiết kế phần mềm giáo dục, tôi nó đã trình bày rất là kỹ cái phần này và có rất nhiều ví dụ cho phần này. Thì phần này là phần rất là khó, theo tôi là rất là khó. Nhưng thôi chúng ta sẽ cùng nhau ta làm thử nhé. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thử một ví dụ để chúng ta thấy là hoàn toàn có thể là chúng ta làm được cái đó nhé. Ví dụ đây, tôi lấy ví dụ là tôi sẽ làm một cái có một cái bộ dữ liệu là gồm có ba cái mảng. Mảng thứ nhất là tên con vật. Bây giờ ở đây bằng tiếng Việt. Mảng thứ hai là mô tả đặc thù của con vật đó, là bảng hai. Từ bảng 1 sang bảng 2, và cái bảng thứ ba là tập hợp các hình ảnh của con vật đó. Có đủ tên, mỗi con vật này có cái tên của nó, đây là trang phục của một nhân vật thôi, và có tên của nó là đúng bằng tên của con vật ở đây nhé.
và ba cái rượu này là gì, ba cái rượu này là quan hệ là 1-1 hết nhé. Từ một bên này có 10 con vật, bên này có 10 cái mô tả, bên này có 10 hình ảnh, và ba cái bộ dữ liệu này là quan hệ là 1-1. Và từ ba cái bộ dữ liệu này chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều câu hỏi, rất nhiều câu hỏi là trắc nghiệm động khác nhau. Đấy, thì cái người mà thiết kế cái bộ dữ liệu này là cái người phải am hiểu cái mô hình của Scratch, và khi chúng ta có cái bộ dữ liệu đầy đủ này rồi thì chúng ta sẽ sinh ra được các cái câu hỏi trắc nghiệm rất là nhiều luôn nhá. Thì tôi lấy ví dụ như vậy thôi nhá. Đây ví dụ là quả trắc nghiệm đây. Ví dụ đây là con gì? Trên màn hình hiện ra là một hình ảnh của con vật đó, và phía dưới ghi rõ là tên cho con vật ra, con mèo, con chó, con mà học sinh phải bấm bằng nút ABCD ở phía dưới. Hay là con mèo là con nào cho con sau, hiện 3-4 hình ảnh phía dưới nhé. Hoặc là đây là mô tả con vật nào, hiển thị mô tả ảnh 3 con vật ở phía dưới. Đây là mô tả con vật nào, hiển thị mô tả và 3 con vật, chọn một trong các con vật ở phía dưới vật. Thì đây đó là những câu hỏi dạng động mà các bạn có thể nghĩ ra được rất nhiều kiểu khác nhau nữa. Nếu mà chúng ta mà có thêm cả một cái bảng nữa và âm thanh nữa thì càng tốt. Âm thanh nên con mèo con gì đó thì chúng ta có thể nghe qua âm thanh có thể nhận biết được con vật như thế nào. Đó. Thì đây lấy ví dụ như vậy thôi nhá. Đấy. Thì đối với cái bài tập này nhé, thì chúng ta bắt buộc phải thiết kế một cái sơ đồ hoạt động để chúng ta hình dung được. Thì tôi xin cho các bạn xem một vài cái nhé, để chúng ta thấy nhé. Chúng ta phải nhìn vào đây để chúng ta mới hình dung được nó là cái gì nhé. Như vậy là như sau này. Giáo viên sẽ là cái người ra câu hỏi này nhé. Nhân vật con mèo đây là chính là những cái là cái nhân vật mà gồm có là 10 trang phục ứng với 10 cái hình ảnh con vật chúng ta đã biết nhé. Đây chính là cái nhân vật mà nhân vật đầu tiên là mèo, có các trang phục khác là ở đây nhé. Chúng ta có hai cái bảng dữ liệu, một cái bảng là mô tả tên con vật và một cái bảng mô tả các con vật nhé. Rồi thì như sau, các bạn nhìn đây, các bạn thấy nhé, chúng ta sẽ tạo ra là 4 cái nút ở trên màn hình để cho học sinh nháy vào. Chúng ta tạo ra là 4 cái biến nhớ là A name, B name, C name, D name. 4 cái biến nhớ này để làm gì? Tôi phóng to chúng ta nhìn nhé. 4 cái biến nhớ này để làm gì? Để cho gì? Để hiển thị tên của các con vật ở phía trên cái nút này. Để cho học sinh quan sát và làm bài nhé. Rồi thì đây tôi lấy ví dụ là một cái bài tập nhỏ, một cái cài đặt nhỏ của phần mềm thôi, là giáo viên chỉ hỏi là gì, có ai hỏi gì đấy, giáo viên chỉ hỏi là đây là con gì thôi, và trên màn hình hiện ra một con vật đó và với 4 đáp án, học sinh sẽ chọn một trong các đáp án, được chưa? Thì làm như sau nhé. Đây, khi phần mềm sẽ sinh ngẫu nhiên các câu hỏi và sinh một cách liên tục, liên tục mãi mãi. Có thể chúng ta ra kia một cái bài tập là sinh ra 10 lần hay là 5 lần, hoặc là có thể mãi mãi được nhé. Thì như sau này, tôi lấy ví dụ nhé. Đây là sân khấu sẽ, khi bắt đầu chơi, sân khấu sẽ phát sinh ra, sẽ gửi thông điệp là next. Nhé. Khi mà gửi thông điệp là next thì làm sao? Thế thì phần mềm sẽ, ai hỏi gì đấy? Bạn nào hỏi gì? Hỏi đi. Có khó hiểu không? Nhé. Phần mềm sẽ sinh ra 4 phương án ngẫu nhiên, lấy từ danh sách các cái con vật và gán vào các tên các con vật này vào cái biến nhớ như này. Nhờ các con vật nó là ngẫu nhiên, sau đó là sinh ngẫu nhiên một đáp án đúng và hiển thị con vật đó ở trên màn hình nhé. Được chưa? Sau đó là đây. Sau đó là cái người dùng mới chờ
người dùng mới chờ người dùng nháy chuột, và người dùng mới nháy chuột lên các nút này, và nút này sẽ gắn vào bên nhớ choi như lỗi tức nó làm ấy, và gửi thông điệp đăng. Khi gửi thông điệp đăng thì giáo viên sẽ kiểm tra xem đúng hay là sai, thông báo đúng hay sai, sau đó giáo viên là gửi thông điệp next để làm cho câu hỏi tiếp theo. Cứ như vậy vòng lặp này nó sẽ lặp liên tục như vậy, được chưa? Đấy, thì nó cũng giống như vậy ta làm ấy. Vậy ta làm ở cái câu hỏi này thì cũng có cái đây không thông điệp next, mình có cái biến next. Còn bây giờ chúng ta có cái thông điệp next nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ mở, tức là tôi có sẵn chương trình, tôi chỉ mở ra xem, tôi sẽ mở ra xem cho bạn xem nhé. Đây tôi sẽ mở một chương trình mới cho các bạn xem. Đây tôi làm sẵn cái mà cái đó rồi, chúng ta xem thôi. Trải nghiệm động đấy nhá. Đây, ở đây tôi đã làm sẵn rồi. Bây giờ tôi chỉ việc mở, tôi làm sẵn một số vài cái để chúng ta hình dung nhá. Đây, tôi đã làm sẵn là bốn nút là A, B, C, D đây rồi nhá. Đấy, được chưa? Tôi làm sẵn bốn cái mà đây này, tôi làm sẵn cái nút này rồi. Lệnh này là lập trình sẵn đây này, A, B, C, D. B, D, D, D là bốn đây này nhá. À đây nhé. Đó. Như vậy là tôi tạo ra sẵn là bốn cái biến nhớ là A name này, B name mà nằm ở đây nhé, B name này. C name này. Và D name đây nhé, đó. Dữ liệu được như sau này. Animal là cái này nhé, là cái bảng này nhé. Đó. Cái bảng animal list nó là cái này, là cái bảng một cái, là cái dữ liệu thông tin của mô tả của con vật nhá, được chưa? Và bây giờ tôi tạo ra hai cái bảng mới là pa list và tem list. Là cái gì? Cái này là cái bảng bảng phụ. Cái bảng này là cái bảng nó sẽ mỗi lần nó sẽ sinh ngẫu nhiên ra bốn cái phần tử ngẫu nhiên lấy từ 1 cho đến n. Đây n đây là 10. Đây này. Là bốn phương án sẽ được đưa vào đây nhé. Đó. Như vậy là chúng ta lập trình như sau này. Bắt đầu chương trình thì là sân khấu sẽ gửi thông điệp next. Được chưa? Đó. Và sau đó là nhân vật con mèo này hay là animal này, nó sẽ có nhiệm vụ là nó sinh ra cái bộ dữ liệu gốc và nó sẽ tạo ra các cái vào, nó sẽ đưa vào các cái biến nhớ như thế này và hiện trên màn hình, và sau đó là nó giáo viên đồng thời giáo viên sẽ thông báo là gì, là con này là con gì hiện ra ở đây nhé. Thì tôi ra làm thử nhé, tôi làm nhanh nào. Như vậy là khi đầu tiên này, sân khấu sẽ gửi thông điệp là next nhé, và khi nhận thông điệp next thì sao, thì giáo viên sẽ làm gì? Đây, khi nhận thông điệp next thì giáo viên sẽ hỏi đây là con gì, giáo viên sẽ hỏi trên màn hình thôi. Giáo viên đây và đây là con vật đây nhé. Giáo viên sẽ hỏi đây là con gì? Đây là con gì? Thế thôi. Và đợi cho học sinh trả lời. Khi nhận thông điệp next nhé, thì con mèo đây là rất quan trọng. Con mèo lập trình là phần, đây là phần chính đây. Con mèo sẽ phải làm gì? Con mèo sẽ phải sinh cái bộ dữ liệu gốc và gắn nó vào các tháp cấp số của màn hình. Tôi làm thử nhé. Cùng các bạn làm này. Khi mà nhận thông điệp next thì như sau này, đây, khi nhận thông điệp next này, đây, thì con mèo sẽ làm cái gì? Con mèo sẽ làm một số việc sau đây này. Việc thứ nhất là init, là tạo một cái bộ dữ liệu gốc, xóa gán, thì tôi tạo một cái, giống như nãy, tôi dùng cái thủ tục là init nhé, ban đầu nhé, init này. Đây. Đấy. Thì cái việc init này là gì? Nó sẽ tạo ra bốn phần tử ngẫu nhiên vào gắn vào cái PA list, là lấy ra bốn phần tử ngẫu nhiên từ 1 cho đến 10 nhé. Thì như vậy tôi sẽ phải tạo ra một cái tem list trước này. Thì đây các bạn làm như sau nhé, giống như tôi làm đấy. Tôi sẽ phải xóa đi tất cả các phần tử của tem list trước này. Đấy. Và xóa đi tất cả các phần tử của PA list. Tạm nhắc lại các bạn nhé. Là tem list là cái mảng phụ, là bắt đầu nó lưu có số từ 1 cho đến 10. Còn cái pair list là lấy ra bốn phần tử ngẫu nhiên từ cái tem list này vào đây.
và bốn cái thực phẩm tự nhiên lần này phải là khác nhau. Thì bốn phương án này sẽ là bốn động vật nằm ở đây, nằm ở trên màn hình nhé. Rồi các bạn nghe có hiểu cái gì không hay khó hiểu không nhé? Rồi thì bây giờ tôi làm này, bây giờ tôi tạo ra một cái index, rồi tôi sẽ set index bằng bằng một trước nhé, và bắt đầu đưa nó vào trong cái template nhé. Đây rồi, và tôi lặp này, repeat theo chiều dài, theo chiều dài của cái mảng animal nhé. Tôi cho chiều dài này, tôi dùng cái lệnh gì, dùng cái length của cái con vật nhé. Đây nhé, và tôi đưa cái chỉ số này này, đưa cái index này vào template. Đấy. Và tôi tăng cái template lên một đơn vị. Đâu. Đây. Đấy. Như vậy là sau cái lệnh này nhá, thì cái template này là nó gì? Là nó lưu từ 1 đến 10, chạy thử cho xem nhé. Chạy thử chọn xem cái template này. Đấy, nó lưu từ 1 đến 10 này. Thế không nào? Từ 1 đến 10 nhé. Và bây giờ tôi sẽ lấy ra đúng 4 phần tử để đưa nó vào, để đưa nó vào. Thế làm như sau nhé, tôi quan chú ý cái lệnh này là nó giống như cái lệnh lỗi là lỗi tao làm cái lệnh là tạo hoán vị. Thì biển đây nó tương tự nhá. Anh biết cái gì đấy? Bây giờ tôi mới lặp 4 lần, lấy lần lượt ra 4 phần tử ngẫu nhiên từ template đưa vào cái bảng pair list nhá, để lặp 4 lần này. Tôi mà dùng cái lệnh là đây, set index là một cái phần tử ngẫu nhiên. Phần tử ngẫu nhiên của cái gì? Của từ 1 đến độ dài của template. Đây, tôi vào đây. Length của template đây. Đây nhá, đấy. Như vậy là set index là phần tử ngẫu nhiên của cái này, và sau tôi đưa nó vào thì tôi đưa cái phần tử đó vào trong cái pair list. Đấy, tôi dùng cái lệnh này, add vào pair list nhé. Và tôi lấy phần tử nào? Tôi lấy phần tử này này. Đây này. Phần tử thứ index của template nhé, và đưa vào đây. Đưa vào pair list. Vậy là sau 4 lần thì playlist nó là 4 phần tử ngẫu nhiên của template, nhưng mà khi tôi đưa vào rồi tôi phải xóa bên template đi để cho nó khỏi trùng lập. Đây, xóa cái index này đi. Xóa phần tử từ index của template, xóa để cho nó khỏi lặp lại. Để 4 phần tử trong playlist thì nó phải là khác nhau. Chạy thử lại nhá, các bạn xem này. Chạy này, rồi, kiểm tra cái template nó còn lại có 6 phần tử thôi, 6 4 phần tử rồi mà. Còn playlist nó là đây. Như vậy là tôi muốn là tạo ra 4 cái phần tử ngẫu nhiên khác nhau từ đây một, lấy ra từ cái dãy phần dãy từ 1 đến n. Thì đây chính là cái phương án để đưa ra cho cái em đưa ra cho học sinh làm bài đấy nhá. Như vậy là mỗi lần sẽ lấy ra là con thứ nhất là con số 6 trong dãy, con vật số 2 là con số 2 con nhất trong dãy. Nhưng mà thứ ba là con vật thứ tư. Con thứ tư là nhân vật số 2 trong dãy. Rồi. Được chưa? Rồi, khi xong edit này rồi thì tôi sẽ làm tiếp tục cái gì? Tôi sẽ làm tiếp tục cái việc sau đây này. Đây là cái phần này là cái phần để sau đây giúp mình tôi làm tiếp tục sang bên này nhá. Init chỉ là gán cái pair list thôi, pair list nhá. Rồi, sau đây tôi sẽ làm sau này. Tôi sẽ tạo ra, tôi biết nhớ đây là pair correct, là trong bốn cái nhân vật mà tôi lấy ra này, tôi sẽ phải chọn một phương án là phương án đúng nhất để hiện con vật ở đây, để đáp án đúng này, pair correct phương án đúng. Như vậy ở đây là cái này nhé, chọn pair correct là gì, là một cái để cho ngẫu nhiên, mà nó sẽ là một cái phần tử số ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Đấy, đến 4. Được chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ phải gán các con vật này. Tôi phải gán cái PA này. À, A name này, gán A name này
Được chưa? Gắn bname này. Bname này. Gắn để cho hiện ra trên màn hình mà. Gắn để gắn cname này. Và tiếp theo là gắn gì? Gắn dname. Dname là cái gì? Đây nhá, gắn cái này này. Đấy, gắn cái cái pair list này nhá. Phần tử nhân thứ nhất của pair list. Và tôi gắn đây đây, tôi lấy cái tên của con vật là cái này, là animal của con vật nhá. Đây. Đưa cái này vào đây. Đây. Đây chính là cái tên con vật đầu tiên trên màn hình đây, là cái phần tử số 1 của pair list nhá, là cái là từ đó là đây này, đây là cái animal nhé. Chúng ta nhớ lại là cái pair list là cái dãy, là các hoãn vị ngẫu nhiên của bốn phương án, là phần tử nhất của pair list lấy ra tên của vật là gì. Và cái này đưa vào đây. Đấy, đưa vào cái này nhé. B sẽ là số 2, tôi copy này xuống dưới nhé. B thì đây là số 2. Đây là số 2. Nhá. Tôi đã copy xuống dưới này nhé. Đây nó sẽ là số 3. Được chưa? Là copy xuống, đây là số 4 này. 4. Đó. Đấy, được chưa? Đấy, thì khi mình là gắn cái này rồi thì lập tức là hiện ra ở đây, trên đây hiện ra ở đây, đúng như trên này, đúng như này. Và lúc bây là chờ người đấy, tôi chờ cái người mà đây nhé, tôi quay lại đây nhé. Để pair correct này, cái chỗ này là để là trong bốn con này thì con vật chính là nằm ở đây nhé. Được chưa? À, tiếp theo này. Và đến đây hiện tại đúng ra như vậy, tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ phải dùng cái lệnh này, tôi sẽ phải switch. Tôi sẽ phải hiển thị đúng cái này. Được chưa? Đấy, chỗ này chỗ khó đây. Tôi sẽ phải hiển thị đúng như thế này. Đây. Này hơi khó một tí nhé, chỗ này hơi. Các bạn sẽ thấy khó hiểu một chút. Tôi sẽ phải hiện ra đúng cái đây. Yeah, correct nha. Tức là cái con vật ấy nó phải hiển thị thế này. Nó phải chuyển trang phục đúng con vật, mà là con vật đúng đáp án đúng. Đang hỏi con mèo là con này là con gì mà, đúng không? Thì đấy nó phải là switch costume to là cái phương án đúng, và đây là cái phương án trong một trong bốn phương án của màn hình đây, là chọn phương án đúng là phương án này nhá. Thì phải nó phải switch costume to, là nó thay đổi trang phục đến cái khớ thử này. Đấy, thì chỗ này là cái chỗ mà nó để hiện ra chính xác. Được chưa? Chạy thử như này nhé. Đấy, đây là con gì? Vậy bốn con là sư tử này, cá mập này, voi và cáo này, thì sư tử sẽ đáp án đúng, bấm này sai là sai, bấm này sai, bấm này sai. Chạy thử một lần nữa nhé. Đấy, như vậy là đây là con khỉ nhé, đây là cáo này, chó này, khỉ đã xây ra đáp án đúng. Mà đây chính là cái PA correct này. Là đây là PA correct là số 3 là ở đây nhé. Đó. Rồi, tới đây là xong cái phần lập trình cho con vật nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cho các con cho những con này. Đây. À nhé. Khi mà người dùng nháy chuột vào này, khi người dùng mà nháy chuột lên nhé. Đây, khi mà như sprite click thì chúng ta gán cái choice, chúng ta sẽ gán cái tham số choice. Choice giống vậy nhé. Choice là 1 và gửi thông điệp done nhé. Gửi thông điệp là done. Đây. Đấy. Tương tự như vậy đối với B nhé. B đây sẽ là số 2. 2 nhé. Và ta làm tương tự đối với C. C đây sẽ là số 3 nhé. Đúng lúc nãy. Còn D nó có rồi. D là số 4. Đúng rồi. Vậy là xong nhé. Và khi giáo viên mà khi nhận thông điệp mà done đấy, giáo viên sẽ là người kiểm tra. Đây, giáo viên khi nhận thông điệp done nhé. Giáo viên sẽ kiểm tra xem là đúng hay sai, dùng lệnh này if then else. Đấy. Nếu mà người dùng mà chọn cái choice bằng PA correct, bằng cái phán đúng mà chúng ta chọn thì là đúng. Thì giáo viên sẽ say là đúng rồi. Đúng rồi.
Còn nếu không thì giáo viên sẽ nói là sai rồi. Rồi. Đấy, chúng ta có sẵn âm thanh rồi, chúng ta có thể đưa thanh vào đây. Âm thanh của chúng ta nhé. Vì đây tôi sẵn thanh đúng là sai rồi đấy rồi, chúng ta có thể đưa vào. Là sai rồi đưa vào đây. Còn đúng rồi. Chọn đúng rồi, đưa vào đây. Đấy. Và khi giáo viên mà kiểm tra xong thì giáo viên sẽ gửi thông điệp là next. Gửi thông điệp next để chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cứ như vậy tiếp tục. Đó. Chúng ta làm thử nhá. Được rồi đấy, đây là nhắc lại nhé, là đây là sân khấu này. Brochure gửi thông điệp next này. Khi mà con vật này gửi nhận thông điệp next thì lập tức là init là lập lại cái bộ dữ liệu gốc này. Là khi tạo ra cái mảng, cái dãy là PA list đấy. PA list đấy. Và sau đó là sẽ phương án list và tạo ra cái PA correct là cái phương án đúng nhé. Hiển thị nhân vật theo đúng con nhân vật đó và gắn các tham số anim, bnim, cnim, dnim vào đây nhé. Đó. Ta chạy thử nhé, làm kiểm tra nhé. Đây là con gì? Đấy. Chọn là cánh cụt này. Sai rồi. Đấy. Quả tiếp theo nhé, bấm là chó này. Đúng rồi. Đấy. Đây là con gì? Bấm là con mèo đó, mèo đây. Đúng rồi. Đây là con gì? Bấm con ngựa nhé. Đúng rồi. Mà thấy là tất cả những cái bốn phương án này là nó sinh ra là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên hết. Đúng rồi. Các phương án này cũng là ngẫu nhiên hết. Phản đúng cũng là ngẫu nhiên. Như vậy là cái bài này thì không câu hỏi rất đa dạng và tất cả đều là ngẫu nhiên cả và không bao giờ nó trùng vào nhau, không được trùng lặp với nhau. Được chưa? Đó chỉ là các bạn có hình dung được không? Thì đây là cái bài mà ví dụ tôi muốn sinh ra, ví dụ tôi muốn bài này sinh ra chỉ là 5 câu hỏi thôi và dừng lại làm nào thì tôi sẽ đưa vào đây thôi. Đây, thì đây nó không phải là phải làm chỗ này là phải làm không chỗ nào đó nhỉ? Tôi sẽ phải làm tục chỗ nào đó. Được cái này bạn về làm bài tập về nhà nhé. Kiểm tra xem là bia bài này sửa một chút là mỗi lần sinh không phải là vô hạn câu hỏi mà là mỗi lần sinh là chỉ là 5 câu hỏi hay 10 câu hỏi thôi nhé. Và bài này chúng ta sẽ ghi lại. Được chưa? Mọi người có hiểu chưa? Nhưng mà cái bài này hơi khó một chút thì như vậy hôm nay là nhắc lại là như này nhé, là chúng ta sẽ phải thiết kế quan trọng nhất là chúng ta phải thiết kế được cái bộ dữ liệu. Còn mà trong mọi trường hợp chúng ta đều phải thiết kế bộ dữ liệu hết nhé. Thế này, như vậy là cái muốn mà chúng ta tạo ra được một cái bộ câu hỏi trắc nghiệm hoàn chỉnh ấy thì có thể là có hai phương pháp. Phương pháp là dùng câu hỏi tĩnh, hay là phương pháp dùng câu hỏi động. Câu hỏi tĩnh thì dễ hơn. Như chúng ta phải nhập câu hỏi từ đầu, còn câu hỏi động thì nó khó hơn mà nó hay hơn vì là câu hỏi nó rất đa dạng và nó không biến lặp lại với nhau cả. Nhưng mà làm cách nào thì cách vẫn phải thiết lập một cấu trúc dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm đúng. Đó, thì phần này là phần mà tôi thấy là phần lớn các bạn làm thực tế mà tôi đã từng đi chấm nhiều đấy, chấm nhiều cuộc thi ấy, là các bạn đều làm không chuẩn thế này. Nhưng mà hay bị lỗi lắm. Lỗi là câu hỏi bị sai. Lỗi là do lặp lại câu hỏi là hỏi rồi lại hỏi lại, vân vân. Và nó mà nhìn vào nó rất là đơn điệu. Thì đây là tôi đưa ra một vài phương án thôi, còn có thể trong tương lai tôi sẽ viết thêm một vài cái tài liệu nữa để mô tả nhiều hơn nữa những cái dạng câu hỏi trắc nghiệm động khác nhau để chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhá. Có ai hỏi gì không? Thế ơi, cho em hỏi lúc Slack của em cài cái gì mà không có cái phần data ạ? Em dùng cái Slack 3.0 ạ. Em gửi ảnh ở phần chat rồi đấy ạ. Đâu? Chỗ làm chat chỗ nào nhỉ? Cái click vào cái phần chat rồi mà em gửi cái ảnh giao diện cái Slack của em ạ. Tôi đóng thuận chút lại nhé, để tôi kiểm tra nó nằm ở chỗ nào nhỉ. Chat đây nhé, chat đây cái gì? Vâng ạ, em gửi cái ảnh giao diện phần mềm Slack của em ạ. Đợi, tôi đang tìm, tôi cũng chưa thấy cái ảnh nào đâu cả.
tôi chưa thạo cái này lắm, cái chat nó hiện ra ở đâu ấy nhỉ? Phóng to lên mới được à? Phóng chat thì di chuyển xuống thanh dưới của màn hình ạ, nó sẽ hiển thị ra một cái dãy công cụ thì nó sẽ có cái mục chat ạ. Ở đây à? Chỗ này à? Hay ở đâu? Tôi đang nằm ở đây chứ nhỉ? Thế thì tắt màn hình đi để em xem màn hình của em lên ạ. Không xong, để mình thấy, để mình cứ tắt cái share này nhá. Vâng ạ. Tôi tắt cái share đi rồi để tôi tắt cái video nữa cho nên cho đỡ phải đấy, cho đỡ dài. Tắt cái video đi nhá. Vâng ạ.